đây, anh muốn tâm sự gì thì nói vào đây. Lẹ lên, mình rất muốn nghe cậu tâm sự những gì. Chữ này là chữ gì? Em. Thôi, bạn này có vẻ tài đó. Nhưng mà là tài lanh, mời bạn này. Để chữ đây. Còn bảo nữa, bộ cậu bị câm hả? Sao nãy giờ không nói gì hết trơn vậy? Cậu quá đáng lắm rồi nha. Tiền này mẹ cho con mua quà vặt được không mẹ? Tất nhiên là mẹ cho con rồi, nhưng mà mẹ nghĩ ha, tới ngày 30 Tết mình mở ra coi được bao nhiêu tiền coi như là lộc may mắn. Con cần ăn cơm nhà nghèo của mẹ đâu, con cầm lấy đi, con đi mua cơm ngon ăn đi. Mẹ, con đi đi, con đi đi, con đi đi. Mà cậu đừng có nói với mẹ tôi biết đấy nhá. Cậu mà nói tôi nghỉ chơi với cậu cả đời luôn đấy.